Theo thông tin từ Sky Sports, Anthony Joshua sẽ sẵn sàng thượng đài cùng Deontay Wilder. Hiện tại, trận đấu quyền Anh đáng mong đợi nhất trong năm 2018 vẫn đang nỗ lực đàm phán để ấn định thời điểm diễn ra. Thông tin mới nhất được đăng tải trên Sky Sports, Joshua muốn có 50 triệu đô để thượng đài với Wilder. Võ sĩ người Anh cho rằng nếu trận đấu này có giá trị 100 triệu đô thì anh sẵn sàng chấp nhận chia 50-50 và sẵn sàng thượng đài vào hôm sau. Joshua cũng cho biết phía của mình đã gửi đến Wilder một hợp đồng béo bở nhưng võ sĩ người Mỹ vẫn chưa chịu ký. Joshua bức xúc nói, họ chỉ thích nhảy vào các phương tiện truyền thông hơn là gửi email cho chúng tôi một cách chuyên nghiệp. Tôi không hiểu họ đến từ đâu trong khi có rất nhiều tay đấm xếp hàng chờ được đấu với tôi. Mặc dù vậy, Joshua vẫn tin tưởng rằng trận đấu này chắc chắn phải xảy ra vì trong hạng nặng lịch sử không có nhiều trận đấu kinh điển như anh và Wilder. Tuy nhiên, ý định đàm phán của Joshua hoàn toàn ngược lại với việc đàm phán của ông bầu Eddie Hearn. Người đại diện của Joshua chỉ chấp nhận cho phía Wilder khoảng 12,5 triệu đô. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự chần chừ từ phía tay đấm người Mỹ. Vấn đề hiện tại nằm ở chỗ Joshua có tác động được về phía ông bầu Eddie Hearn hay không. Nếu Hearn đồng ý mức ăn chia 55-45 hoặc 60-40 thì ông sẽ dễ dàng thiết lập cuộc chiến cho Joshua ngay trong năm 2018. Joshua muốn thống nhất tất cả các đài vô địch nhưng Hearn lại không muốn chia cho Wilder 50-50 như phía võ sĩ người Mỹ yêu cầu. Ai cũng biết nếu không có Wilder thì sẽ không có tiền vì Joshua không thể chiến đấu. Mặt khác, nếu võ sĩ người Anh đối đầu với những tay đấm khác như Povetkin hay Jarrell Miller thì sẽ không thú vị.